Cân Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video hôm nay Cân Điện Tử Gia Phát cùng chia sẻ với anh chị về mình dùng cân điện tử chuyên cân vàng và kết nối được với một cái màn hình hiển thị lớn bên ngoài anh chị ha. Anh chị mà kinh doanh trong lĩnh vực mà cân vàng á, hoặc là cân cầm vàng á, thì sẽ không xa lạ về cái dòng cân điện tử KDTB đây là đâu. Tại vì dòng cân điện tử này có đơn vị vàng. Ví dụ như anh chị thấy ha, trên cái cân giờ nó có chiếc nhẫn đó, và cái trọng lượng của nó là chưa tới 1 chỉ ha, 9,7 thôi. Thì nếu như mà trong lĩnh vực mua bán bình thường thì cái cân này nó đã có màn hình trước và màn hình sau rồi, tuy nhiên con số nó nhỏ và mình cần một cái màn hình hiển thị lớn như thế này treo trên tường á, để người mua người bán thấy nó dễ dàng hơn và không cần phải đứng gần nhau hay không cần phải đứng gần cái cân mà chúng ta có dễ dàng đọc số, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc mà mua thêm một cái bảng đèn lớn và kết nối với cái dòng cân này ha. Anh chị quan sát ha, lấy chiếc nhẫn ra là cân và màn hình đều hiển thị về 0 và sau đó chúng ta đặt chiếc nhẫn vào thì cái hiển thị cái tốc độ phản hồi số nó gần như nó tức thời luôn ha, cân hiển thị số nhiêu là màn hình hiển thị bên ngoài nó sẽ hiển thị bấy nhiêu luôn. Như vậy là một vấn đề đặt ra là nếu mà anh chị đã sử dụng cái dòng cân KDTB này rồi trong lĩnh vực cân vàng rồi và cần thêm một cái bảng đèn hiển thị thì anh chị cứ gọi nhanh đến Cân Điện Tử Gia Phát thôi, và sẽ nói luôn với Cân Điện Tử Gia Phát là cái khoảng cách từ cái cân đến bảng đèn á nó khoảng bao nhiêu mét, 2 mét, 5 mét hay 10 mét, thì Cân Điện Tử Gia Phát sẽ chuẩn bị cho anh chị một cái bảng đèn và một sợi dây cáp. Anh chị chỉ về gắn nó vào, treo bảng đèn lên, và dây cáp thì một đầu thì gắn vào cân, một đầu thì gắn vào bảng đèn là nó sẽ hiển thị đồng thời như thế này thôi. Mọi thứ rất đơn giản. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái bộ sản phẩm này nó hợp lý quá, nó đúng với mục đích sử dụng của mình quá, thì mình cần mua nguyên cái bộ này luôn, thì anh chị cứ gọi nhanh đến số hotline thì trên màn hình đó là 0909899833 thì Cân Điện Tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đó anh chị ạ. Và anh chị xem xong video này mà cảm thấy video mình nó hữu ích, nó mang đến cho chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân vàng điện tử mà có kết nối với màn hình hiển thị lớn, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ Cân Điện Tử Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử ạ. Một lần nữa Cân Điện Tử Gia Phát cảm ơn anh chị nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.